cho em cái này nè, xem coi đẹp không. Ủa, Lan, có chuyện gì vậy? À, mới bị má rầy phải không? Sao anh hỏi không nói? Thôi biết rồi, em đau ha, em bị trúng gió phải không? Mới đây mà bị mát điện rồi. Em không có giỡn đâu à. Em làm gì kỳ cục vậy Lan? Em đang nín thở tập chết. Tập chết? Trời đất ơi, chi vậy? Tập thử coi chết có khó chịu không. Em sợ chết quá à. Em đi coi tử gì với má, thầy bói nói em lấy anh sẽ chết trước đó. Thôi đi em ơi, mấy thằng cha thầy bói nói ba láp hơn đâu mà nghe. Nè, bộ má tin lắm hả? Sao không tin? Ở trong nhà mình có cái thứ gì ông nói trúng hết trơn. Rồi đó, em nghe rồi em tin thầy bói rồi, sợ quá dám chết thiệt lắm mà nha. Má sợ em chết nên đã đổi ý gả em vô một ông thầu tên Tam Đèo ở phương trên. Không đẹp người đẹp nết mà lại hay tên, có lẽ vì ông ta quá giàu. Tuổi của em với ông ta đó nghe đâu rất thảm, nhưng em ghét người, người đâu tính hưa bỏ chọp hờ. Thank you.
giàu sang phú quý, chỉ ngại người đời sao phải vì với tình yêu. Ôi mối tình đầu đẹp đẽ biết bao nhiêu, càng gần người em càng thấy được nhiều cảm ơn. Ta đã yêu nhau thì đừng nghĩ vào số mệnh, ta ở đến với nhau bằng mệnh lệnh của con. Không vơi được nỗi sầu trong em, nước mắt không em lại chuỗi ngày ấm êm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu đẹp nhất khi xa nhau còn yêu nhau. Hãy biết hôm nay mình đang còn yêu nhau, nếu lỡ mai sau tình chung vào chẳng hay. Tiếc nuối chim chín, hãy cố quên đi, hãy cố quên đi như quên chuyện tình đam mê. Ôi tình là đại dương mong manh, tình là sợi tơ mong manh, và ta là chiếc thuyền con bên bồng trên sóng lên lên. Nếu lỡ mai sau mình không còn bên nhau, nếu lỡ mai sau tình trôi vào đắng cay, đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Đừng buồn nghe em, đừng sầu nghe em, tình yêu là những ngôi sao bay vèo trong đêm. Lan, anh xin lỗi em nha. Anh hiểu lầm em. Lan ơi, giờ đây anh đã hiểu, nên anh càng yêu em thiết tha. Da di mặn nồng, em là đóa hoa hồng, cho dù đời lắm bề yêu em anh nguyện vượt ngàn phong ba đắng cay. Thơ lòng em à, vẫn trọn trái tim này sẽ không phai nhạt tình em hỡi anh. Lan ơi, anh vừa lạc giữa đêm đông trên cánh đồng xa lạ, bỗng đâu gặp được người thân đồng chung số phận, nhưng cũng sưởi ấm lòng kẻ tha phương nguội lành lâu đời. Đáp lại tình em anh khó hiểu lòng em rất là cao thượng, nhưng sợ nổi gia đình còn bận vướng hèn xuyến. Là một công nhân quèn thì đâu dám kêu than, nhưng khoảng cách sẽ làm cho bé bàng đôi lứa. Nếu thật sự yêu nhau thì xin đừng thất hứa, anh sẽ nguyện yêu em cho đến trọn đời. Nói như vậy rồi mà anh cứ vòng vo hoài à, để người ta năn nỉ nữa phải không? Anh không tin, em xin thề. Thôi mà em, Lan, em mà thề hả? Lỗi có thiệt thì có thiệt thì sao cũng được hết á. Em thề nè, em thôi mà. Thôi cho anh can mà Lan. Lan à, anh muốn cái buổi ban đầu phải nói nhau nghe tường tận, để mai mốt này mình khỏi ân hận về sau. Dù rằng dưa muối cháo rau, nhưng hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Đối với mẹ thương anh đừng mẹ ngại, quyết định là cho em và mẹ phải nhận lời.
sao ngắn khó dò, về ai lấy thức mà đó lòng người. Yêu nhau láo cùng tươi, ghét nhau một dần bằng mười thêm khổ thân. Nói hoài à, nói dai như đĩa vậy đó. Giận rồi phải không? Nè, giận anh về à nha. Anh Dũng. Hả? Em không có giỡn nữa đâu à nghe. Không giỡn ha. Hồi nãy anh nói anh đi mua cái gì cho em đâu. Nè, cái này nè. Đẹp chưa? Đẹp em, quá. Em đeo, đeo vô coi có vừa không? Mau lên. Vừa quá à. Mà tiền đâu anh mua vậy? Ờ, thì thương em, nên anh phải tìm mọi cách để dành dụm tiền chứ. Nhưng mà... Rồi, cái gì lại buồn nữa rồi? Em khó nói quá à. Thì cứ nói đại đi, không sao đâu, anh sẵn sàng chấp nhận mà. Em muốn bàn với anh chuyện này. Chà, chuyện gì mà coi bộ quan trọng quá vậy em? Chiếc nhẫn này nè, cộng với số đồ dùng và nữ trang của em đem bán, em hy vọng sẽ được 4 chỉ. Trời ơi Lan, em điên rồi hả? Bán chi vậy? Anh Dũng, anh có biết không, em đã nhờ ông Kim Tinh Giao Quỳnh Búa đó, một lát nữa đây đến mà sửa số tử gì. Tin những lời nhảm nhí đó phải không? Sao không tin? Tại anh chưa gặp ông ta mà. Mà anh gặp ổng là anh tin liền hả? Ổng nói như người ở trong nhà mình vậy đó. Ngày nào mình mất cái gì hen, mua sắm cái gì hen, tánh tình mỗi người ra sao, dân dân thôi, vậy thôi, dân thôi, thôi 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 được rồi. Nhưng mà em, nè, em khoan bán nữ trang nha. Hôm nào đó em dẫn anh đến gặp ông ta thử xem thế nào, rồi mình quyết định sau ha. Một lát nữa ông sẽ tới đây nè. Hả? Má nhờ ông ta sửa cái bếp đó. Lão tới đây hả? Thôi được rồi, anh sẽ có khách. Thiệt mà. Một lát nữa anh xem thử một quẻ đi. Nhớ đừng có cho ông biết em với anh là cái gì của nhau nghe chưa. Rồi anh sẽ thấy ông ta ngó sơ qua là biết tụi mình với nhau cho mà coi. Tụi mình với nhau là sao? Là vậy vậy đó. Vậy đó là sao? Đồ quỷ à, làm bộ thấy ghét. Thôi được rồi, giận chơi với em nè. Em, anh nói em nghe cái này nè. Cái gì anh? Lại đây anh nói nhỏ cái này nè. Nói nhỏ cái gì? Thôi kỳ quá, không có được đâu. Anh chắc chắn là được mà. Nhưng mà anh ơi, anh, em hỏi anh nghe. Cái gì? Anh anh có mắc cỡ không? Em ơi, vì chuyện tình yêu và tương lai của tụi mình, anh sẵn sàng làm tất cả, em đừng có ngại. Việc này hơi phiêu lưu, nhưng em chưa có thấy ai làm bao giờ. Với anh thì em sợ. Thôi được rồi, cứ tin anh, chắc chắn là mọi việc sẽ êm đềm. Nè, bí mật nghe chưa, coi chừng bật mí khó bề trở xoay. Anh sẽ cải số, kể cả lão chim tình đáng kính của em nữa. Đừng nói má là anh có tới gia đình nghe chưa. Nhớ nha, anh đi nha.